màn hình điện thoại của mọi người có gì hot? Hình nền của bà chủ quán phở. Chồng không đứng đắn gì cả. Tùng edit người bẩn nhất văn phòng để hình nền gì? Cây. Cây. Bà. Cây. Toàn cây thôi. Ông vua drop test. Hình nền là nó cũng phải vỡ vỡ một tí hiểu không? Anh Lâm cháy phố. Hình nền tôi sử dụng nó chính là Psy Duck. Cùng với đó bên trong nó chính là người yêu của tôi. It's me, boy. Tít ở trên mây. Tít ở trên mây. Chào anh nhé. Không. Xin trân trọng giới thiệu chiến thần học lại, ông hoàng thời khóa biểu. Trùng cuối Mộc Thảo, iPhone 7. Ông thần tài đổi sang iPhone 13. Vẫn là ông thần tài. Để làm gì? iPhone 14.